Hello hello, lâu lắm mới gặp lại anh em trong một cái video mà mình có thể là mượn một cái chiếc xe nó ở trong thời gian đủ dài, cụ thể là đây là một ngày, nửa ngày. Hôm nay ở đây thì mình đang có một chiếc MGZS và có lẽ là video này khi mà lên thì sẽ có nhiều anh em bảo mình là thằng này lại đi khen xe tàu, chắc là lại đi mượn hãng hoặc là hãng thuê để PR. Tuy nhiên thì thứ nhất là kênh của mình là kênh rất bé và chả có hãng nào nó thèm mà thuê đâu, chê khen thì nó cũng không quan tâm. Và thứ hai là đây là một chiếc xe của hai anh chị bạn của mình đã mua lại lướt. Và đâu đó thì trong cái quá trình mua xe thì mình cũng có tham gia gọi là tư vấn một chút. Chủ yếu là trong một cái khuôn khổ trải nghiệm là một ngày thì mình sẽ đánh giá xem là cái chiếc xe này nó có những điểm gì mình cảm thấy là hay, điểm gì mình cảm thấy là chưa hay. Và với giá trị của nó mang lại là khoảng 619 triệu đồng với chiếc xe mới. Đây là bản Luxury, là bản cao nhất, Luxury hay Lux cộng gì đấy, thì nó sẽ có những cái giá trị gì. Đầu tiên chúng ta sẽ bước vào phía bên trong xe. Tuy nhiên thì ở đây mình cũng muốn chia sẻ một cái điểm mà mình cảm thấy chưa hài lòng lắm với hoàn thiện của chiếc xe này ngay từ đầu, đấy là cái phần nút ở đây. Nó là một cái nút có cảm giác không được chắc chắn lắm, anh em có thể thấy đây. Đó. Trái ngược với cả cái phần ghế, phần chỉnh khóa cửa ở ngoài, mình cảm thấy nó hơi bị mỏng manh và lỏng lẻo. Thì cái phần không gian nội thất này cho mình một cái cảm giác là nó được đầu tư và chỉn chu. Đầu tư chỉn chu đến từ cách thiết kế, với những cái đường chỉ đỏ ở đây, vân carbon ở đây, khác biệt về chất liệu, khác biệt về thiết kế đó, và có những cái đường nhựa giả kim loại ở đây, và đồng thời là đến từ chất liệu. Bạn vẫn có da ở cái phần tay nắm này, da ở đây, nhựa giả da ở đây, thì vừa chỉn chu về mặt nhìn và cũng vừa chỉn chu về phần sờ chạm. Để nổ lên thì khi mà để nổ lên thì có một điểm mình cảm thấy nó rất khá là giống với các xe mẹc đời cũ cũ một chút. Đấy là cái phần màn hình này này. Đấy, nó có một cái phệt trắng xong rồi nó lại hơi phết phết sang cái màu đen xanh đen, với hai cụm đồng hồ cơ ở đây. Các bạn có một cái phần màn hình rộng 10 inch. Các cái phím chức năng ở đây. Đó, cần số họ làm cũng rất là đẹp và chỉn chu nhá. Có một cái logo MM này. Đấy, chỉ đỏ. Có một cái tính năng cam 360 này. Chống chân trượt này, hỗ trợ đổ đèo này. Auto hold, phanh tay điện tử, hai cái cốc. Chỗ này để ví, để điện thoại và một khoang để đồ. Tuy nhiên có một số những cái điểm mà nó lộ ra là cái nhược điểm, mình cũng sẽ nói luôn ở đây để các bạn có thể cân nhắc. Là thứ nhất là cái phần camera của nó. Camera 360 của xe này mình không đánh giá cao, đủ dùng. Tuy nhiên là hơi mờ. Đấy. Nhưng các bạn vẫn có một cái phần nhìn và cái đánh lái theo cái khi mà các bạn đánh vô lăng. Đấy. Thì đấy vẫn là một cái điểm rất là tốt của cái chiếc xe này về mặt trang bị. Đấy. Các bạn có một cái auto hold, phanh tay điện tử. Trong phân khúc này thì cũng là một cái trang bị rất là xịn rồi. Thứ hai là cái điểm trừ về cái màn hình này, cái tốc độ phản hồi của nó khá chậm. Các bạn có thể nhìn thấy luôn thôi, tay chạm xong rồi tiếng đi trước, hình theo sau đó. Và điểm thứ ba của cái màn hình vẫn là cái màn hình này, đấy là nó đưa tất cả mọi thứ điều khiển lên cái phần màn hình này. Đương nhiên là các bạn vẫn có thể chỉnh ở đây nhá, dụ điều hòa vẫn có thể chỉnh ở đây. Tuy nhiên là nếu như muốn chỉnh vào chi tiết thì buộc phải ấn vào đây đó, và điều chỉnh trên màn hình. Nếu muốn chỉnh hướng gió này, xoay kính cái gì đấy, thì cái điểm này mình nghĩ là khi mà lái xe thì cũng sẽ khá là bất tiện đấy. Đấy là ba cái điểm mà mình đã cảm nhận được sau một buổi sáng trải nghiệm với chiếc xe này. Ở bên này thì các bạn vẫn có những cái cụm phím, ví dụ ra lệnh giọng nói này, các cái cụm phím chức năng về thông tin này, hiển thị này, thông số tiêu thụ nhiên liệu rồi vân vân. Tổng hợp lại thì đấy, với 619 triệu các bạn có những cái trang bị như thế, một cái không gian đẹp, một cái cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Nhưng mà nắng lắm, chắc phải đóng lại thôi. Đấy, thiết kế những cái vật liệu rất là chiều chuộng người dùng. Đấy, thì các bạn nghĩ như nào thì có thể comment bên dưới cho mình biết. Hàng ghế sau thì hôm trước mình đã ngồi rồi, mình cảm thấy là cái hàng ghế sau này nó cũng không phải là quá rộng. Tuy nhiên là các bạn vẫn có một cái không gian đủ tốt với một cái khoảng cách để chân như thế này. Đầu thì cũng chưa chạm. Cái phần ghế ngồi, cái độ ngả cũng khá là thoải mái, không đến nỗi nào. Một điểm thiếu vắng là các bạn không có cái phần đi tay và để nước ở đây. Các bạn vẫn có cửa gió điều hòa và hai cổng sạc. Và một cái điểm cộng của cái chiếc xe này là nó có một cái cửa sổ trời panorama. Mặc dù đấy cũng có thể gọi là một cái trang bị tiêu chuẩn trên các cái xe Trung Quốc rồi đấy, nhưng mà cái này nó cũng sẽ mang lại một cái trải nghiệm rất là tốt. Tuy nhiên thì ngày hôm nay khá là nóng. Mình nghĩ là cái xe này sẽ cần phải đi dán cái kính này nếu như mà các bạn sử dụng nó vào mùa hè, không thì nóng lắm. Cái cốp này thì cách mở cũng rất hay nhá. Ấn vào đây, đẩy lên. Không gian cốp này trung bình, không quá rộng.
Tuy nhiên thì vẫn có thể để được khoảng 3 cái vali nhỏ. Và các bạn có một cái khay ở đây để đồ, đóng bằng cơm thôi, không có gì. Ok. Ghế ở đây là ghế chỉnh điện nhá. Đấy, chỉnh điện 4 hướng, lên xuống, ngả. Đấy. Thì đây, chúng ta sẽ thử lái luôn ở trong các cái đường nhỏ, đường trong phố để xem là cái chiếc xe này vận hành trong phố như thế nào. Có một cái điểm khá là buồn cười là anh em chê cái xe này, xe crossover hạng B mà có 112 mã, rồi hộp số thì hộp số CVT. Tuy nhiên thì các bạn hãy nhìn sang chiếc Hyundai Creta vừa mới ra mắt đi, nó cũng là 115 mã, 1.5, và cũng hộp số CVT, nhưng đương nhiên nó là ICVT mới của Hyundai. Đấy, thì cái điểm mà mình đang muốn nói ở đây là ok, đương nhiên là một cái phân khúc hạng B thì chúng ta có rất là nhiều lựa chọn đúng không? Chúng ta có những cái lựa chọn, đây là lựa chọn rẻ nhất trong phân khúc crossover hạng B, và nó là 619 triệu cho bản cao cấp nhất. Còn những cái xe như là Seltos hay là Kona thì nó đã phải hơn 600 triệu rồi là các bạn mua được bản thấp nhất. Còn những cái xe như là đây CX-30 này hoặc 2008 thì các bạn bỏ ra đến gần cả tỷ để các bạn mua một cái xe crossover hạng B, thì đương nhiên các bạn sẽ có thể đòi hỏi một cái động cơ mạnh mẽ hơn và một cái vận hành nó phần hứng khởi hơn. Đấy, tuy nhiên thì đây chúng ta đang chỉ bỏ ra có 619 triệu giá niêm yết thôi, thì chúng ta sẽ có được cái gì trong cái khuôn khổ trải nghiệm vận hành của mình ở trong phố? Thì mình cảm thấy là cái xe này nó không phải là một cái xe mạnh, chắc chắn nó không phải là một cái xe mạnh. Khi điển hình là khi mà các bạn đạp thì cái tốc độ tăng, khả năng tăng tốc của nó rất là từ từ. Tuy nhiên cái xe này lại là một cái xe rất thoải mái, tức là vì nó là hộp số CVT đấy, ví dụ này. Nó rất là nhẹ nhàng và êm ái, nó từ từ tăng tốc rất là từ từ và không tạo cho chúng ta một cái cảm giác là nó bị căng thẳng và khó chịu. Thì mình nghĩ là với một cái xe đô thị thì đấy là cái điểm khá là quan trọng, chứ còn cứ chồm lên thì cũng chưa phải là hay, chưa chắc đã là hay. Mình sẽ không nói lại để cho anh em trải nghiệm một chút cái khả năng đi trong phố của nó. Tuy nhiên thì có một cái điểm là cái tiếng vọng từ khoang động cơ vào khá là rõ. Các bạn có thể nghe thì tiếng của cái hộp số CVT, cái tiếng rít rất là đặc trưng, cũng như là phần tiếng máy. Đây, chúng ta đang vận hành 60 km/h và nó khoảng đấy, mình đang đạp đều chân thì khoảng 1.800. Vận hành trong phố như thế này thì khá là ổn đấy. Ví dụ như là sẽ có những cái pha như thế trong phố này, 40 km xong bạn sẽ đạp lên để lấy lại tốc độ sau khi mà phanh này. Đấy, nó không hề nhanh nhá, nhưng mà chúng ta vẫn có một cái cảm giác thoải mái, thoáng chân, 60 đạp lên này. Nó không nhanh đâu, nhưng mà nó không tỏ ra là nó đã bị hụt hơi. Đấy, nó sẽ dần dần lấy lực kéo để đẩy các bạn đi. Đấy. Thì mình sẽ không so với ở Kona hay là Seltos nhé, bởi vì rõ ràng là so với hai cái xe đấy thì nó kém hơn rồi, nó không thể bằng được về mặt động cơ. Đấy, tuy nhiên thì nó không cho mình một cái cảm giác khó chịu. Và thật sự là với 112 mã lực thì mình đã nghĩ là nó yếu, mình không có kỳ vọng nhiều vào cái động cơ này. Đấy, tuy nhiên thì trên thực tế trải nghiệm thì nó cho chúng ta một cái cảm giác là thoải mái. Đấy. Tầm quan sát của chiếc xe này thì mình cũng thấy bình thường, không có gì quá là đặc biệt cả. Cái phần trụ này thì cũng dày khá khá đấy, nên là cũng sẽ cần phải quan sát rất là kỹ. Lúc đầu lên xe thì mình cũng chưa quen với cái xe này lắm. Có những cái xe mình lên mà mình cảm thấy là nó ok ngay về tầm quan sát, tuy nhiên cái xe này thì mình cũng phải làm quen một chút. Cái vô lăng của cái xe này thì nhẹ nhàng, nó cũng không phải kiểu là chỉ đâu đánh đấy được đâu, nó cũng chỉ là mức nhẹ nhàng êm ái thôi. Tuy nhiên thì với một cái xe bạn đi chậm như thế này thì nó hoàn toàn ok. Đấy. Ngay cả khi mà các bạn phải quay đầu nhá, thì lên đây mình sẽ quay đầu hoặc là đánh lái, nó hơi bị gắt một tí để xem nó phản hồi. Tuy nhiên thì từ sáng đến giờ mình trải nghiệm thì cái vô lăng này nó vẫn cho một cái mức độ êm ái, nhẹ nhàng vừa phải. Mà chi tiết thì nó cũng không phải là quá chi tiết, bởi vì nếu như là mình đang bỏ ra 619 triệu thì vô lăng này cũng hài lòng, mình không chê. Phản hồi nó không nhạy lắm. Đấy. Tuy nhiên thì nó có độ siết vừa phải. Hệ thống treo thì khá mềm, đi qua những cái gờ giảm tốc này thì mình cũng cảm thấy là
Đây là một cái hệ thống treo thiên mềm và cho một cái cảm giác êm ái nhẹ nhàng. Nếu đấy là các bạn phi qua gầm tốc với tốc độ dưới 40 km, nếu như là phi với một cái tốc độ cao hơn thì chắc là cũng sẽ phải cân nhắc một chút. Mọi người có thể tự cảm nhận cái hệ thống treo của nó. Bởi vì cái vận hành ở trong phố thì nó khá là êm ái, cho chúng ta một cái cảm giác là nhàn nhã. Lái thì đương nhiên là không thể phấn khích và thích thú rồi. Đấy, cái máy của nó chỉ có 112 thôi. Tuy nhiên là họ đã điều chỉnh nó và mang đến một cái cảm giác rất là tốt. Nếu như mình nhớ không nhầm nhá, cái này nếu như là mình nhớ nhầm thì các bạn có thể là chia sẻ. Cái bản MG này đây là bản nhập Thái và nó đã được trang bị hộp số CVT rồi. Còn cái bản MG mà ngày xưa khi mà MG mới ra mắt lại ở Việt Nam 2020 ấy, là nó là một bản mang hộp số là 4 cấp. Đó, hộp số có cấp tự động nếu như mình nhớ không nhầm. Tuy nhiên thì nói ra cái điều đấy để mình có thể chia sẻ với các bạn là họ đã có một cái cách sử dụng là lựa chọn kết hợp cái động cơ 112 mã lực này với một cái hộp số CVT. Đây, mình sẽ tăng tốc cho các bạn xem trong phố này. Được 60 tiếp này. Đấy, nó tăng tốc khá là chậm. Tuy nhiên thì chúng ta không nghe thấy tiếng máy gào. Mình cũng đạp chưa sâu chân lắm. Thì cái cách mà họ kết hợp cái hộp số 112, à xin lỗi, cái động cơ 112 mã lực với cái hộp số này thì mình cảm thấy là rất là hợp lý và phù hợp với cả cái định hướng của nó là cho một cái xe đô thị và đi ra đây. Đây, chúng ta sẽ thử tăng tốc với chiếc xe này. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ tăng tốc ở cái trạng thái là đứng im. Đấy. Xem chiếc xe tăng tốc như nào. Đây là trong phố nhá. Cái tốc độ của nó khá chậm. Đấy, tuy nhiên thì chúng ta vẫn thấy có một cái độ thoáng của máy nên nó không đến mức là thấy không? Đấy. Cách mà nó tăng tốc rất là chậm rãi. Nhiều cái chiếc xe nếu như là với một cái công suất thấp như này mà họ thích tạo một cái cảm giác bốc thì ở các cái nước ga đầu ấy, thì khi mà các bạn đến, khi mà các bạn sử dụng nó đến các cái vòng tua cao hơn và tốc độ cao hơn thì nó sẽ bắt đầu có một cái trạng thái là đuối. Đây là mình nghĩ là một cái cách vận hành hợp lý. Đấy, còn xin phép nhắc lại là mình không đánh giá là nó mạnh hay là nó bốc đâu nhá. Cái này là nó yếu, nói thẳng luôn là nó yếu, nhưng mà cái cách mà nó sắp xếp cái nguồn năng lượng của nó, cái cách mà cái hộp số này vận hành thì tạo cho mình cảm giác là ok, tôi sẽ có thể là tăng tốc được, không đến nỗi là tôi y ra. Đấy. Tủ máy khá cao, 100 km/h, khoảng nó nhảy lên 3000 rồi. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có một cái tốc độ khá tốt, máy khá thoáng và không bị gào, đấy là điều quan trọng nhất. Cách âm cabin tốt, mình nghĩ là ổn. Cách âm môi trường thì chắc là tí nó phải lên cái đường nó nhám hơn một chút. Tuy nhiên thì một cái điểm trừ mình đọc được trong các bài viết là cái xe này ở tốc độ cao trên cao tốc thì cách âm không ổn lắm. Thì chúng ta sẽ cùng kiểm chứng xem như thế nào. Tiện vào đây giải quyết một vài thứ quan trọng thì mình sẽ trải nghiệm luôn cho anh em xem cái camera của cái xe này. Đây, camera của ông đây. Xem được các góc này. Đấy, trái phải này, trước này, sau này, chơi luôn này. Đấy. Thật ra với mình khi mà mình đã đây vừa rồi là mình nhìn cam và mình gặp vấn đề việc là chui vào. Còn đây nếu như là mình nhìn thẳng vào gương nhá, mình không nhìn camera luôn nhá. Thì đấy là cái sự khác biệt khi mà dùng cái camera 360 ấy. Mình thấy là nhiều khi là cái camera 360 thì nó cũng là một cái trang bị tốt, nhưng mà phụ thuộc vào nó quá đấy. Đi qua những cái đoạn đường hẹp này để có thể đánh giá thêm một chút về cái khả năng xoay trở của cái xe này, cũng như là cái mức độ tầm quan sát và vận hành ở trong đô thị thực tế ở Hà Nội thì nó sẽ như thế nào. Hệ thống treo này thì ở giải tốc độ thấp và những cái gờ giảm tốc vớ vẩn ở trong phố này thì, và khi mà chúng ta cần phải lượt như vừa rồi thì cái xe này vẫn cho một cái mức độ phản hồi tốt. Đó,
tuy nhiên là đây là giải tốc độ thấp. Một điều có lẽ là nếu như anh em lựa chọn chiếc xe này thì bên cạnh những cái đó về vận hành, về option rồi về này kia thì có lẽ một cái điểm mà sẽ cần phải cân nhắc rất là nhiều đấy là về vấn đề thương hiệu. Tuy nhiên để vượt qua được cái mác MG, thương hiệu Trung Quốc thì cũng khá là khó. Nhưng ngay như vừa rồi mình rửa xe thì cũng có rất nhiều người đặt câu hỏi là ôi sao em mua xe này, cố tí em mua Tucson, mua Kuna vân vân. Đó, và xe này thì chưa có nhiều người kiểm chứng này nọ. Đấy, thì đương nhiên là một chiếc xe mới trên thị trường, một thương hiệu mới và đồng thời cũng là một thương hiệu Trung Quốc thì cũng sẽ khá là khó. Còn nếu như các bạn vượt qua được cái mác thương hiệu thì các bạn sẽ có một cái giá trị mang lại nó cũng khá là tốt so với cái số tiền phải bỏ ra. Mình vẫn đang muốn đi tìm câu trả lời cho cái việc mọi người nói là cái vận hành ở tốc độ cao thì nó sẽ ổn, nên là chúng ta sẽ đi ra một cái đường mà nó có cái độ nhám và chúng ta sẽ duy trì ở giải tốc độ cao xem như thế nào. Ngay pha bứt tốc đầu tiên này. Đấy, khá đông. Độ 80 vòng tua máy báo về khoảng hơn 70, khoảng 1500 vòng. Chuyển làn này. Chuyển làn tốc độ 60 thì có lẽ là quá đơn giản. Tốc này. Hiện tại là chúng ta đang tăng tốc từ 60 đến 70 km/h và xe này chưa tỏ ra là có gì mệt mỏi cả. À, tiếp tục khả năng tăng tốc duy trì tốc độ tốt. Vừa đạp sang chế độ Sport và đạp từ 80 lên 100 thì nó cũng không có cái gì gắt hơn, biến chuyển mạnh mẽ hơn cả. Đạp lên này. Vừa thử con công một phát này. Đường này vừa xuống dốc nên là cũng không chính xác lắm. Tuy nhiên thì nó cũng không có cảm giác sợ đâu, tạm được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến một cái đường khá là ồn này. Đến đây thì có thể thấy là cái cách âm của nó cũng đã lộ ra những cái điểm yếu rồi, tiếng rội và khá là khó chịu rồi. Tức là thực ra cái vấn đề về cái âm này thì mình nghĩ là nó thứ nhất là nó hơi chủ quan. Có thể là trên những cái đường như này này, đường ngon này thì các xe nó không, hầu như là không có sự khác biệt. Thế tuy nhiên là nếu như chúng ta đi đến một cái đường nhám hơn thì cái mức độ cách âm của nó sẽ có cái xe tốt, nó sẽ thể hiện được ngon hơn. Xe mà không tốt thì nó thể hiện kém hơn một chút. Đấy, thì cái âm nó là như vậy. Các bạn sẽ chủ yếu là nghe thôi, còn đánh giá thì nó cũng khá là khó để biết được, chủ quan. Đấy, mình thì chủ quan đánh giá thì cái xe này trên những cái mặt đường đẹp thì cách âm nó không tệ. Tuy nhiên là nếu như là ở trên cao tốc và mặt đường nó nhám hơn thì các bạn sẽ nghe thấy cái tiếng rội này khá là nhiều. Đó, và nhiều nó còn là khó chịu cơ. Khó chịu một chút. Mình yêu con mấy cái gờ này để xem cái mức độ. Đấy, êm, rất êm. Nếu như là các bạn đi chậm dưới 40 cây, dưới 40-45 cây thì hoàn toàn ok. Đi vào cái đường nhỏ này và nó không, đường nó mâm mô. Xem sẽ là khả năng ổn định thân xe của cái xe này như thế nào. Vì là một hệ thống treo thiên mềm nên là những cái cách xử lý của nó với tốc độ cao ở những cái đoạn đường mấp mô này thì đương nhiên là nó sẽ không được vững chãi cho lắm.
dưới 80 thì ok. Vì cái đường này là mặt đường nó khá là bấp mô, khá xấu, không ổn định, không được phẳng. Đấy, và nhược điểm về độ ồn anh em thì nghe thấy rồi đấy. Có một cái tiếng ù. Tốc độ 100 km thì nó bắt đầu cho mình một cảm giác nó hơi bất an một chút trên cái đường này. Khá bấp mô này. Anh em có thể thấy chúng ta không cảm nhận được cái điểm dừng khi mà nó dập tắt dao động, nó sẽ liên tục đưa chúng ta vào các cái trạng thái lắc lư liên tục. Đấy, bạn nghe cách mà nó ăn cái cửa hầm tốc vậy. Mà đây là ăn ở 70 km rồi, nó khác rất nhiều so với cách mà cách mà cái hệ hộp số này nó điều tiết ở vận tốc cao cũng vẫn khá là ổn. Là hộp số CVT nhưng mà có giả lập 8 cấp số. Trăm này. À, và các bạn đã thấy là cái điểm cảnh báo của nó khi mà nó đạt quá 100, và cái độ ồn ở cái tốc độ này thì đây mới chính là cái độ ồn mà người ta nói đến này. Chúng ta đã thấy rồi. Đã nghe thấy cái độ ồn rồi. Chỉ đi khi đi rất nhanh thôi, còn nếu như là các bạn đi chậm thì độ ồn nó không phải vấn đề đâu. Tám mươi đến 100 cây thì đấy mới là lúc cái xe này nó tỏ ra là gào, nó có cái tiếng gào một chút từ động cơ khi mà chúng ta đạt được 80 này. 100 và cái hộp số nó có cái cảm giác điều tiết ngay, nó sẽ điều tiết ngay, nó sẽ điều chỉnh cái vòng tua của nó để có một cái lực kéo tối ưu hơn. Ấn tượng ở đây là về cái cách mà nó vận hành với một cái công suất không quá lớn đó. Chứ không phải là ấn tượng ở đây là đạp thốc rồi dính ghế hay gì cả. Không nha, tôi không hề nói là cái xe này nó dính ghế. Nhưng mà với một cái mức công suất chỉ có 112 mã lực đó, thì nó điều tiết để làm sao cho cái xe này nó vận hành êm ái nhất. Thì có lẽ là cái xe này nó cũng để cái cách mà nó vận hành, cái cách mà nó được setup để nó đi êm ái với một cái động cơ nhỏ, công suất thấp đó, và nó cho người dùng một cái độ thoải mái rất là tốt. Duy chỉ có một số điểm yếu là khi mà chúng ta bắt đầu vận hành ở tốc độ cao hơn, hoặc là chúng ta đi vào những cái địa hình mà nó hơi không ổn định thì cái xe này nó bắt đầu có bộc lộ những cái điểm yếu. Với 619 triệu những cái giá trị mà các bạn đang nhận được thì đấy, các bạn thử đánh giá với mình xem là nó có ok không. Còn cá nhân mình thấy thì thật tâm đánh giá thì mình nghĩ là nó là một cái lựa chọn hợp lý. Với cái mức giá đấy, số tiền đấy ở thị trường này, các bạn được như vậy. Có một cái điểm mà sẽ mình có nghe thôi là nhiều anh em than phiền là cái xe này thì nó có nhiều lỗi, gặp nhiều lỗi. Thì nếu anh em nó đang chạy MG, và cụ thể là MG ZS này, mà thấy là có lỗi gì thì có thể là comment ở bên dưới xem là chia sẻ với mình xem là cái lỗi của nó như thế nào. Nếu như để đánh giá thì đánh giá ở đây cũng vẫn phải là trên cái tham chiếu là mức giá, thì mình sẽ cho nó khoảng 7 điểm. Mình nghĩ là 7 điểm, có một số những cái điểm nó cần phải tinh xảo hơn. Nó đã chiều chuộng người dùng đến như thế rồi mà nó không làm nốt cho người dùng những cái điểm đấy thì hơi phí thế thôi. Còn lại thì mình nghĩ là nó vẫn là một cái xe chuẩn trịa. Ok, nếu như mà là anh em thích cái video này và những cái của Hello Xe thì có thể like và subscribe, thumbs up cho mình. Nếu như các bạn thích video này, các bạn có xe, các bạn muốn chia sẻ hoặc là muốn lên hình với mình thì có thể là liên hệ qua cái email của mình hoặc là các cái kênh mạng xã hội của Hello Xe. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video sau. Bye bye.